Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Hà Phong Bonsai có đi đến địa điểm quen thuộc ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Có đến nhà của Khang, có review một số loại cây cảnh và có báo giá để em vô gặp Khang hôm nay về mặt hàng gì. Rồi chào Khang ơi. Dạ, em chào anh Hiếu. Chào cô chú anh chị đang xem kênh Hà Phong Bonsai. Con tên Khang ở huyện Bình Tân. Số điện thoại con là 077 654 7872. Hôm nay về mặt hàng gì anh? Dạ, hôm nay em về một số cây như linh sam, mai chiến thủy, linh sam 86 ha. Sam linh sam hạt gạo anh. Linh sam hạt gạo. Dạ. Rồi Mỹ Hồng cũng có luôn, bông giấy, khê gân, mai chiến thủy. Rồi vô cây số 1 đó em ơi. Cây số 1 con hôm nay là cây kim giò. Cây củ đế khá là quái nha cô chú anh chị. Rất là già cây. Cây sống khỏe em. Dạ cây sống khỏe anh. Cây này đế nằm ở mặt dưới anh ơi. Rồi cho xin đông số em ơi. Dạ. Hoành của nó vị trí là 27. Rồi hoành vị trí đó 27. Chiều cao của nó là 49. Ở đâu hoành đế, nguyên cái bộ đế này có bao nhiêu em? Hoành đế nữa. Hoành đế của nó là 122. Rễ của nó là 30. Đế sổ 30 ha. Đế sổ 30. Ồ giá giao lưu nhiêu em? Dạ cái này giao lưu của chú anh chị mình giá 1.600.000 đồng, bao ship toàn quốc, bao sống tôi của chú anh chị mình. Rồi đổi cây em ơi. Rồi tiếp luôn em ơi. Tiếp là mã số 2 là một cây chiến thủy da xanh. Dáng lùng lực, bonsai lùng lực của chú anh chị ơi, đế bài. Da xanh nó lớn. Rồi cho xin thông số em ơi. Hoành của nó với vị trí này là 32. Rồi 32. Chiều cao là 27. Đường kính bầu là 32. Giá giao lưu như em? Cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá 650k, còn bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp theo luôn Khang ơi. Tiếp theo mã số 3 cũng là một cây chiếu thủy da xanh. Cây này dáng thú nha cô chú anh chị. Có chân luôn. Dạ. Cây khá là già, lên nu cô chú ơi. Lên nu cục cục luôn. Rồi cho xin đơn số em ơi. Dạ. Cây dáng rất là quái nha cô chú anh chị. Hoành của nó vị trí này là 48. Rồi vị trí đó 48. Chiều cao là 56. Tổng cộng của nó vị trí là 79. Rồi giá giao lưu như em? Cái này giao lưu chú anh chị mình giá 1.300.000 đồng, con bao ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp theo luôn Khang ơi. Tiếp theo mã số 4 cũng là một cây chiếu thủy da xanh lá lớn. Cây rất là già nghe cô chú anh chị. Dáng lùng lực. Rồi xin ông số em ơi. Hoành của nó vị trí là 44. Chiều cao là 48. Đường kính bầu của nó là 30. Đế cũng khá đều nha cô chú anh chị. Rồi mã số 4 giao lưu giá nhiêu em? Cái này cũng giao lưu cô chú anh chị mình giá 1.300.000 đồng, cũng bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây mà. Tiếp luôn Khang ơi. Tiếp mã số 5 con là một cây miệt quế lá sắn bông chùm. Cây nó nhìn như giống 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 con vậy các bác. Dạ. Cây này có dáng quái lắm anh. Già cây ha. Dạ cây này già lắm. Rồi xin đông số em ơi. Hoành của nó vị trí này là 34. Rồi hoành 34. Chiều cao là 50. Rồi chiều cao 50. Khang cũng mới biết chơi cây nên nói chung cũng đế của nó là 79.
hơi lập chập của chú anh chị em, dạ, cũng thông cảm con. Rồi giá giao lưu nhiêu em? Dạ cây này giao lưu của chú anh chị mình giá 700k, con bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây em rồi. Tiếp luôn Khang ơi. Tiếp theo mã số 6 còn là một cây hoa giấy sắc pháo. Cây này có dáng nằm đẹp lắm của chú ơi. Nó giống như một con cá heo ha. Dạ. Cá heo là mang đến niềm may mắn và sự hy vọng. Cây này lúc trước không có quay, có chưa có cô chú anh chị nào chốt, hôm nay giao lưu với cô chú anh chị mình lại. Rồi xin thông số em ơi. Dạ. Em hình dung con cá heo, không biết các bác hình dung con gì đâu, có bác comment phía dưới giúp em. Hoành của nó vị trí là 23. Rồi hoành 23. Cây sát khá khủng nha cô chú anh chị. Chiều dài con thú là 29. Chiều cao của nó là 42. Rồi giá giao lưu nhiêu em ơi? Giao lưu của chú anh chị mình giá 1 triệu đồng, cũng bao ship toàn quốc luôn. Cây không có lỗi tì vết gì nghe cô chú anh chị. Chỉ có mấy cái vết chạy chạy do vận chuyển thôi chứ cây không có bị mục, bị lỗi gì hết. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn em ơi. Tiếp theo con là mã số 8 là một phôi khí găng. Khí găng Bình Minh ha. Dạ, khí găng Bình Minh anh. Đến từ nơi xuất xứ luôn cô chú anh chị ơi. Ở đây là ngày xưa là huyện Bình Minh mới tách ra, huyện Bình Tân cũng mới đây hả? Ở đây là nơi xuất xứ của khí găng, cái nôi. Cái này cũng dáng khá quái ha. Rồi xin thông số em ơi. Đưa cái mặt tiền bên kia qua em, xoay ngược qua cho mặt tiền của chú chị. Rồi đó, mặt tiền. Hoành của nó vị trí này là 25. Đường kính màu là 32. Chiều cao của nó là 53. Rồi giá giao lưu em ơi. Mã số 8 con giao lưu của chú anh chị mình giá 8 500k, con bao ship toàn quốc. Nhiêu em? Dạ 500k. Chỉ có 500k một cây phôi khế gân của chú anh chị ơi. Bao sống bao lâu em? Dạ bao sống của chú anh chị 1 tháng. Rồi, đổi cây em ơi. Tiếp luôn em ơi. Tiếp theo mã số 9 con là một cây mỹ hồng. Cây thần chậu nha cô chú. Cây được vô một nước dây rồi cô chú ơi, cũng đã được định hình rồi cô chú anh chị có tay nghề á, giờ thích cái kiểu này thì chỉnh lại kiểu đó. Rồi xin thông số em ơi. Hoành của nó đó vị trí là 7. Rồi 7. Chiều cao là 50. Tán ngang của nó là 65. Giá giao lưu nhiêu em? Mỹ Hồng con giao lưu với cô chú anh chị mình giá 700k, con bao ship toàn quốc. Cái này không có ship chậu không em? Dạ không, cái này em đúng chậu anh, tại chậu xi măng. Bó bầu cho cô chú anh chị ha. Dạ, bó bầu cho cô chú anh chị mình. Rồi đảm bảo cho cô chú anh chị sống khỏe luôn. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn em ơi. Tiếp theo là mã số 10 con là một cặp khế găng. Một cặp phôi khế găng. Để cũng khá là đẹp, dáng khá quái cô chú anh chị. Cái này giống hai vợ chồng một người ngoái qua ngoái lại đang nói chuyện cái gì đó. Em hình dung vậy không biết các bác hình dung ra cái gì. Rồi cho xin thông số em ơi. Hoành của nó vị trí là 20. Hoành 20 cây bên đó. Đường kính bầu là 25. Cây này hoành 18. Đường kính bầu cũng 25 luôn. Chiều cao cái bên kia em, cái bên kia chiều cao bên kia, cái bên đây. Ờ. Chiều cao của nó là 38. Rồi giá giao lưu cặp này là nhiêu em? Cặp này con giao lưu với cô chú anh chị mình giá chỉ 550k. Con bao gồm phí ship với cô chú anh chị mình luôn. Quá rẻ luôn cô chú anh chị ơi. Phí ship không là hết 100 mấy 200 ngàn rồi. Tính ra cặp này còn có 100 mấy 200 à. Quá rẻ luôn. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp theo luôn Khang ơi. Tiếp theo của con là một cây sam sông Hinh. Sông Hinh lá chung ha. Dạ. Cây này lũa thép nghe cô chú anh chị. Cây này cây sam chơi lũa cô chú ơi. Rồi xây vòng qua bên kia cho cô chú anh chị em tham khảo em. Rồi cho xin thông số em ơi. Đâu nguyên cụm của nó. Ở vị trí này là 20. Rồi đo cái thân đại diện to nhất bao nhiêu em? Thân đại diện của nó là 13. Rồi giá giao lưu nhiêu em? Dạ cái này giao lưu của chú anh chị mình giá 900k, con bao ship toàn quá. Cái này rút chậu hả em? Dạ cái này rút chậu anh.
cây đó được định hình. Cô chú nào muốn chậu thì con ship chậu của chú luôn, mà con không bảo đảm trong quá trình vận chuyển. Có bể chậu thì cô chú anh chị em cũng thông cảm ha. Cây được định hình sẵn rồi nghe cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào có tay nghề về điểm thêm dàn xương nữa, cây sẽ nhìn rất là đẹp. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn hai ơi. Dạ, tiếp theo là mã số 11, con là cây trang đỏ lá nhỏ. Cây này con vô nước dây cô chú ơi. Cây cũng được định hình sẵn nghe cô chú anh chị. Nó có nụ cô chú mình về chơi Tết là vừa luôn. Rồi cho xin thông số em ơi. Dạ. Hoành của nó vị trí này là 8. Chiều cao là 53. Tán ngang của nó là 68. Cây trang đỏ lá nhỏ này con giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 650k, con bao ship toàn quốc. Cây này có ship chậu em? Dạ không anh, cây này cô chú nào muốn ship chậu thì em ship chậu luôn, mà trong quá trình vận chuyển em sợ bể chậu hư cây mình. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn Khang ơi. Tiếp theo mã số 12 của con cũng là một cây trang đỏ lá nhỏ. Cây có dáng thác đổ nhìn cũng khá là thú vị cô chú anh chị. Cây này nụ nhiều lắm cô chú ơi. Đây, đây giờ để anh gọi sát cho cô chú anh chị em thấy nụ này. Đây là nụ chuẩn bị chơi Tết nha cô chú anh chị. Nụ ra rất là nhiều. Rồi cho xin thông số em ơi. Cây cụ đế cũng rất là nở nha cô chú anh chị. Hoành của nó vị trí này con trừ 2 công nhân bên tuyến của chú anh chị mình 8. Rồi con xin cái thác đổ rồi các bạn. Chiều đổ của nó, chiều đổ của nó là 50. Chiều cao của nó là 37. Thì cây trang đỏ lá nhỏ cũng giao lưu của chú anh chị mình với giá 650k, con bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp theo luôn Khang ơi. Mã số 13 của con là một phôi miệt quế. Phôi này clip trước con đã có giao lưu của chú rồi mà không ai chốt, nên clip này con giao lưu lại với giá rẻ hơn. Xả luôn ha. Dạ xả luôn. Xả kho đó, cuối đó. Năm luôn. Cây đế khá là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi cho xin thông số em ơi. Hoành của nó vị trí là 29. Rồi 29. Chiều cao là 96. Đường kính bầu là 38. Thì cây miệt quế này con giao luôn của chú anh chị mình với giá 600k, con bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn em ơi. Dạ tiếp theo mã số 14 của em là một cây nguyệt quế lá sắn con chùm. Cây đó cho nụ chuẩn bị. Dạ, cho hoa nè cô chú anh chị. Chuẩn bị cho hoa rồi anh ơi. Ồ, cây sống rất là khỏe ha. Thân có dòng chữ C nhìn cũng khá là thú vị. Rồi cho xin thông số em ơi. Đế khỏi chê. Hoành của nó vị trí là 22. Rồi 22 hoành. Đường kính bầu là 36. Chiều cao là 77. Giá giao luôn nha em. Giá này con giao luôn của chú anh chị mình với giá 450k. Rồi giá này, giá té ngửa luôn cô chú anh chị ơi. Chỉ có 450k. Ship ra chỉ còn 200k thôi cô chú ơi. Nếu cô chú anh chị nào ở Hà Nội mà ship cái cây này đi ít nhất gì cũng phải tốn 200k tiền phí ship. Tính ra cây này chỉ còn có hơn 200.000 cây à. Quá rẻ luôn cô chú anh chị ơi. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn em ơi. Tiếp theo là một phôi mai vàng. Đế bài ha. 15. Cây này clip trước cũng đã có giao lưu nhưng chưa có cô chú anh chị nào chốt. Clip này Khang xả kho cuối năm. Dạ, cô chú anh chị ơi. Cái này em giao lưu lại giá rẻ. Rồi xin thông số em ơi. Dáng nhìn khá hay. Hoành của nó vị trí là 15. Rồi 15. Đường kính bầu của nó là 33. Chiều cao là 27. Giá giao lưu như em. Thì cây mai vàng con kia giao lưu với cô chú anh chị mình với giá 400k. Con bao ship toàn quốc. Quá rẻ luôn cô chú anh chị ơi. Bán rẻ không lẽ gì cho không, xả kho cuối năm luôn cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị gần xa xem kênh ủng hộ ạ. À, số điện thoại giao lưu là dạ, số mấy em ơi? Số điện thoại của con là 0776547872. Đó cũng là số Zalo của con. Rồi đổi cây em ơi.
Tiếp theo luôn hai. Tiếp theo mã số 16 còn là một cây linh sam hạt gạo. Gạo Tân Phú nha. Dạ. Kỳ có con trực dán trực siêu nhìn khá là đẹp. Mã thông số của chú anh chị. Quành của nó vị trí này là 10. Cũ là 20. Chiều cao là 22. Tán ngang là 50. Giá giao lưu như là cây này giao lưu của chú anh chị mình giá 700k con bao ship toàn quá. Cũ đế rất là nở nha cô chú anh chị. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp theo luôn Khang ơi. Mã số 17 cũng là một cây linh sam hạt gạo. Thú hồi đầu ha. Dạ. Cây này đẹp lắm anh. Để khỏi chê cô chú anh chị ơi. Rất là nở. Rồi xin thông số em ơi. Hoành của nó vị trí này là 11. Rồi đôi bình cũ. Bình cũ là 23. Khang đo cái vị trí hoành lúc nãy là cái đó là cái cành đi lên nha cô chú anh chị, chứ cái hoành thân này cũng to lắm. Chiều cao là 23. Tán ngang là 48. Rồi giá Zalo cây này nha. Cũng Zalo cô chú anh chị mình với giá 700k con bao ship toàn quá. Cái này có ship chậu không em? Dạ cây này chắc em rút chậu anh, tại chậu này cũ lắm rồi. Chậu xưa ha. Dạ. Không nên không có ship chậu. Dạ, dạ. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp rồi em ơi. Tiếp theo mã số 18 của con là một cây linh sam hạt gạo. Mấy cây linh sam hạt gạo này cô chú anh chị mà chơi á, khi gà bông á là thấy toàn là hoa không chứ không thấy lá luôn. Đã lá nó rất là nhỏ bằng một cái hạt gạo mình nè. Rồi cho xin thông số em ơi. Để con đo hoành cái thân lớn của nó là 8. Thằng nhỏ là 6. Rồi đo nguyên cái cụm đó có bao nhiêu em? Nguyên cụm của nó là 12. Rồi hoành cũ của nó là 16. Chiều cao là 33. Tán ngang là 60. Cây linh sam hạt gạo cũng giao lưu của chú anh chị mình giá 700k con cũng bao ship toàn quá. Bao sống bao gãy đổ ha. Dạ bao gãy chi cành của chú mình luôn. Rồi đổ cây em ơi. Tiếp luôn em ơi. Tiếp theo mã số 19 của con cũng là một cây linh sam hạt gạo. Rồi cho xin thông số em ơi. Hoành của nó vị trí là 10. Hoành cũ của nó là 14. Chiều cao là 30. Tán ngang của nó là 52. Thì cây linh sam hạt gạo cũng giao lưu của chú anh chị mình với giá là 700k cũng bao phí ship luôn. Cụ đế rất là nở nha cô chú anh chị. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp theo luôn Khang ơi. Tiếp theo mã số 20 của con cũng là một cây linh sam hạt gạo. Cây này đế cụ đế khá là nở nha cô chú anh chị. Rồi cho xin thông số em ơi. Hoành của nó con đo vị trí như là 9. Rồi hoành cũ của nó là 20. Chiều cao là 36. Tán ngang là 63. Thì cây linh sam hạt gạo cũng giao lưu của chú anh chị mình với giá 700k con cũng bao gồm phí ship. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn Khang ơi. Tiếp theo là một cây chiếu thủy chung nu da đen lá nhỏ. Cây này có dáng thú. Cái cây này nó giống một cái con gì ở bờ vùng biển em không nhớ ra là cái con gì. Con cẩu. Con gì đâu các bác nhắc nhở em với phía dưới phần comment nữa. Em cũng không có nhớ con gì mà con gì nó giống con của vùng biển ấy. Rồi, cái xin thông số mày. Hoành của nó đo vị trí là 20. Rồi 20. Chiều cao là 24. Chiều dài thú là 15. Rồi em nhớ ra là giống một con hải cẩu ở vùng biển nha cô chú anh chị. Thì con hải cẩu này con giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 500k. Bao phí ship toàn quốc ha. Phí ship. Chiếu thủy chung nu lá nhỏ của chú anh chị ơi.
có mắt luôn cô chú ơi. Rồi đổi cây em ơi, tiếp luôn em ơi. Tiếp theo mã số 22 của con là một cây da nhật. Coi cô dán bay cô chú anh chị em, cái gì có thể chồng thôi, xuống đổ xuống xíu thì cũng vẫn được nghe cô chú anh chị. Rồi cho xin ông số em ơi, nên đo hoành ở vị trí này đi. Ừ, hoành của nó vị trí là 14. Rồi chiều đổ của nó là 56. Thì cây da nhật này con giao luôn với cô chú anh chị mình với giá là 900k. Ủa 650k. 650k nghe cô chú anh chị. Có ship cái lưu không em? Dạ không, cái lưu này bị nứt rồi anh, không ship được. Rồi rút ra ship chậu cho cô chú anh chị cho an toàn ha. Dạ dạ. Thôi bó bầu đi cho nó an toàn hơn. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp rồi em ơi. Tiếp theo mã số 23 con là một phôi khế găng. Cây có một cái cành hồi lên nhìn khá quái nè cô chú anh chị. Để hình thú. Rồi xin ông số em ơi. Em đưa ngang cho mặt tiền cho cô chú anh chị em tham khảo. Hoành của nó em đo được ở vị trí là 17. Rồi 17. 18 tính cô chú anh chị 17 thôi. Rồi chiều cao. Chiều cao của nó là 48. Em đo từ cái chiều đổ của nó là 35. Em nói chuyện giá giao luôn nha em. Phôi cái gan này con giao luôn cô chú anh chị mình với giá 350k, con bao ship toàn quốc. Này là mã số mấy em? Dạ này là mã số 22, 23. 23, 22 em. 23, này mã số 23. Rồi, đổi cây em ơi. Tiếp luôn em ơi. Tiếp theo mã số 24 của con là một phôi khế găng. Kì có cái dốc thú có cái đuôi luôn nghe cô chú anh chị. Chú anh chị về định hình vô dây cái bẻ thành cái đuôi nhìn rất là quái. Rồi xin ông số em ơi. Hoành của nó đo được cái vị trí là 24. Đường kính bầu là 26. Em đo từ cái đỉnh ở ngoài này luôn em, đỉnh ừ. Chiều đổ của nó là 50. Thì cái phôi khế găng này con cũng giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 350k, con cũng bao phí ship. Quá rẻ luôn cô chú anh chị ơi. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn Khang ơi. Dạ tiếp theo là mã số 25 cũng là mã số cuối của con là cây chiếu thủy gò công. Cây nu lên nu cục cục luôn nghe cô chú đi. Rồi xin ông số em ơi. Hoành của nó đo vị trí là 19. Hoành cũ của nó là 50. Chiều cao là 65. Em tính từ cái điểm đó thôi. Điểm này đúng không? Ừ. Điểm này 46. Ừ. Cây kéo mũ rất là mạnh nghe cô chú anh chị, cây sống khỏe. Rồi giá giao lưu như em. Thì cái giao lưu của chú anh chị mình với giá 550k, con bao phí ship toàn quá. Rồi cuối video clip em có lời nào gửi đến của chú anh chị kìa. Dạ, cuối video clip con chúc cô chú anh chị có một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Rồi kênh Hà Phong Bonsai cũng cảm ơn quý cô chú đã xem clip ạ. Hẹn gặp lại cô chú anh chị những clip tiếp theo ạ. Em xin mến chào và mến chào ạ.